Đây là Rokossovsky, vị nguyên soái kiệt xuất hoàn hảo nhất của Liên Xô. Khác với nguyên soái Zhukov có phần nóng tính, cọc cằn, Rokossovsky luôn tỏ ra là người lịch thiệp, giỏi xử thế cũng như cực kỳ kiên quyết. Vẻ bề ngoài của ông được nhiều chị em thời đây đánh giá là rất đẹp trai, đầy nam tính, giọng nói ngọt ngào, phong thái quý tộc. Trong những chiến công của ông, nổi tiếng nhất phải kể đến cuộc giải phóng thị trấn Choyshkosav. Rokossovsky giúp trì hoãn hướng tấn công của kẻ thù vào Moscow, giải vây cho quân Soviet xung quanh Smolensk. Tại trận Stalingrad, Rokossovsky đã tiến hành chiến dịch trước vòng, lần lượt tiêu diệt quân địch ở phía Tây rồi phía Nam vòng vây, buộc tư lệnh tập đoàn quân số 6 Paulus phải đầu hàng. Trong trận vòng khung cất mùa hè năm 1943, Rokossovsky là tư lệnh phương diện quân trung tâm bảo vệ trận địa của Hồng quân. Ông đã tổ chức lực lượng phòng thủ ở phía Bắc cất cực kỳ khéo léo, khiến kẻ thù không thể đột phá. Khi chiến tranh kết thúc, ông đảm nhiệm vị trí tư lệnh các lực lượng Xô Viết ở Ba Lan. Ông còn có thời gian đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan và sau này làm Thứ trưởng Quốc phòng, Tư lệnh quân khu Ngoại Cáp Cát, Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng và nghỉ hưu vào tháng 4 năm 1962.